bảy giờ mình bắt lại nhịp hạ cầu cho xe nó chờ cho tàu nó đi ra giờ em ơi vậy à un quẹ dọn đang để cho em nhớ là em trai theo em là mình chưa mời em dọn ở đàm hà đi cái à khu dù hoa dịch mà rơi quê em dùng son về lùng về hà lan về nhà đi dùng nhà nàng ngày này có ăn chẳng là con đang bỏ nữa xin phép mình đã xin rồi vẫn chưa đi rồi bắt bơi ngày này giờ em về hà cửa giờ cửa nhà cửa cả luôn cửa còn đi được thả dọn chân thả nói hay răng lời rằng em ơi đôi mình nhớ anh đi ngồi hát trời giờ em ơi đường rơi thiểu quá lời quá đôi câu hát mà rồi em không có ăn chẳng chán vậy là hiền lâu lâu đi mang nói anh hãy mặt anh nói hay theo bảy giờ giới thiệu mà cho trang quăng à hôm thời à mạch linh đang mình nhà đi ra hãy hơi bảy à un giới thiệu nó hay chờ khi lời mạch bạc từ bay hát ra đâu say chiều là phó âm em nhà ơi chạy à xuôi bên na vì mà rơi là hòn rải khổ ni phó lên chạy xa mùa đông rạc âm mùa hè rạc mát nguồn buồn là vắng nghe ơi nghe xem ơi chắc về thế nhở về chưa nhưng ta xem bài hát này là chưa rồi hoa chim lúc nào mới về coi chưa được tắm đâu lúc nào chim chín xuống hái nhỉ khả ni quay sang bên kia đi nhá mà mình nhà mình mấy bài đó nhá khác cái gì nữa còn xuống nhiều dù qua lịch quê mình nhưng ta sân là buồn dài cảm tâm mà lòng nàng đôi á mà gọi như má thơm như quê mà mềm như vốn là cảm nhớ nhà sang
đất nước mặt đồi Hà Bình. Đi dù lịch là văn phòng cơ quan ra hãy nói đi ăn ở Kha Địa Ninh Bình giao tiệt lúa khô mà được mình đi chơi ông nói sân gôn mà nọ hoàn thành đôi mình xa dùng mà rồi thăm quan hãy anh hơi còn răng nó nữa uốn thôi anh mơ anh nhà ước là đưa nàng đi chơi là nói say chiều của uốn nơi đi là khu nhà gạc bạn mương cô xưa giờ anh hơi nói ni a đã rộng mà đồ ngài dài cứ nhiều cam lắm quýt nhiều xoái con chênh nhà già nói vườn đào cô thủ anh hơi vườn nà vườn nà dừa mà rối chung quên hãy anh hơi nơi ni a phong cảnh mà hiu a à, tin à, dân cư giang à, khuộc à, như hiến con lòng à, giờ nói sang đang lễ nhà tận đổ dài lá khu đã bòn bòn chuyến quê em giờ anh ơi nói ni a đã ruộng mọa hiền có duyên anh nhà đi liên con em mà già lụt ni anh ơi có sân đến nhà màng nèm hạ quan ngày nọ mát nhà mẹ đôi mình lên trời giờ anh hơi uốn nơi ha hẹn nó ha ho đừng mà để lỡ chuyện đó vui xuân uốn nói câu hẹn uốn được bao long mùa thu mà nhà mẹ đôi mình đi xăm hãy anh nói lời uống dở lệ lời đứng như ông bữa mà đầu rối ba đi nói lời uống nhớ lệ lời ăn ngờ khẽ đụng còn phong anh trường nữa nịnh anh hơi vậy là vui lắm mà vui non vui cho ông mà hôn anh thương ông nói anh ơi sáng tròn định rục khoai là khu dù lịch quê em ra vậy quán dài nơi đi nơi đi à đình nơi đi à đình nhớ chọn rổ khoai nhồi u nơi dỗ mà đưa hoài con tim mà buồn nói ruột khoai đến tận cỡ dầu đi xa rạc hà on con một nhà màu rất là xa nữa là em nói đi là chọn cỡ dầu anh hò
nhớ đến khi chặt bạc hạt lên đó quên nhau nói cỡ dâu đã trốn lê à tân anh đi du à lịch anh phải rân bao ni được hay anh hơi bảo đi đăng ký anh hơi mới bảo khu du lịch mà rơi lá hồng hay anh hơi anh đi du lịch mà lệ ô tân anh họ đổ lại mùa phấn thương em mộng nói trường em cũng được lòng hà lòng ồ à phải còn hà rẹt mà bòn lên nhà xảy ra giờ em hơn trường à khá đỡ lòng nỡ lòng lòng tầm giữa kín nghìn đôi trăm năm mà đau nói trường em ô biệt đưa hà đâu đưa vào tại hà ao vội đâu người à hơi ra giờ em hơi xa em chuồng buồn ọ mắt đồ à là nó nên lòng đổ lọ còn đó tôi chuối ủn à nói ngày nay tôi rằng mở quang mình chẳng đi dùng ăn xa đang hơi anh giờ anh hơi mình ngồi lòng tụp nhà lêu đỡ mình hát là dùng mà rơi cho sương giờ anh hơi chẳng lo biết thì ôi nó kiên lòng mình che ăn ô bỏ đi nó ủn à nó bận chữ cày khu du lịch chưa hoàn thành un xin giới thiệu mà rơi sơ quá thôi hay hơi đưa mình về lùng về làng đỡ mình xăm mà đùn mổ qua xăm nhà một quằng rồi mà nghĩ người giờ anh hơi vậy là ai cháu lùng cháu lang đồ béo lùng béo lang có anh mẫn là ủn à đi đáng bốn xa ủn à nói bây giờ mình tạm biệt nơi à ni đỡ mình trở lại quê nhà đi chơi giờ anh hơi đôi à bác bạc có bay ô bay như con bướm lặng ba ngày ba giờ nói đôi ta như chị dương à đông đẹp duyên mấy chưa hẳn đẹp lòng đôi bên giờ anh hơi hãy rằng mình sắm mà đùn mùa qua mình sắm nhà một nhà quặng rồi mà nghĩ người giờ anh hơi vậy là y ản ra un lo hơi đôi á thăm đùn mồ qua thăm nhà mồ nhiều à đưa la cho cầm đầu là nói mày khi anh đến quê Hà Nam ở mận là chưa un
เสียบมาดอนเองจางเวื่อควีราจอเองเฮเองไม่เด้งทำเมื่อลุงทำล้างแบ่งควันเด็กยาลาลันควันการเอาโนยมีมาช่วงฉันเราหน้าน้อยยาอุ่นอีโบอาดว่าเมงยาวอีควันกูอ้าวอาเร็กอีเดียวยื้อเองอย่าเองเฮ้ยยาเองยาโบดว่ามาเมงยาวควันอันเอามักอยู่เร็วบงเยื่ออุ่นอาน้อยดึงรังยื้อเทมาเถืองมาเชืองลองเบามาเศร้าโดยหาเจอเองเฮ้ยยาเองยาโบดอยมาเมียเงี้ยวเบี้ยมเผาดัวลาวคนมาโดยเองยาอุ่นน้อยเองเอ้bây giờ un bồ cầu hà đi đến nhà chẳng rằng hà chờ xin đừng cười à chị cùng hãy trường à em nhà un bồ à hỡi nó có duyên hai anh hò cùng ai nhau đâu nói bây giờ thời lượng hết hà rồi đôi à mình xếp mà lại đôi mình nhường đôi à khẩu ra giờ anh hơi bây là nhà nhuông nhật nhuông nhi nhuông trường nhuông lối nhuông cầu trường hạt bạc bơi bán xa nói con như đi dồn lùng hà lang khách khất ên một nhà dịp ùn đang đưa đi hay ngày thơ béo dọn lùng lang có em bận ùn à ùn nang đeo bụi ùn à nói mình chứ mình chụp mình chào cất cao xiềng hạt đời nhường ban xa không giờ em ơi un thương un chủ cơ un nô chào ta tâm em giữ kỳ ghi báo tim em nhà un là nơi mình cứ hát ở rưỡi kể bảo một khai rào kể bảo chơi có rưỡi bảo khai rào đó bảo quá là chị cho mình xa về un chục đồi hạ cầu cầu hạ sương cầu hạ như cầu chờ cầu hạ mong ra hãy ê nhà đang ăn chục ngồi chờ năm mơ nở chục giờ bên e nhà ra ùn nói chiều anh xa ngõ mà luôn nhớ ai nhớ mà lo vẫn vương rải chiều xa đường ngõ khó ngõ bờ quê ùn à anh cháu anh trường ùn à nói sương ai sương quả là sương đừng quên bạn gái
đất mương thanh mình cũng hay hơi. Đêm khuya chẳng ngỡ ngọn đèn gió, anh nghĩ định anh cháu anh thương chúc em thương lộ bình an, em về thạch nhà tượng muôn ban tính trường giờ em hơi. Una ơi ở lại ở cho hiền, una mình khỏe đừng thiên đeo chi. Una nói un nói ở lại cho nôn cho con un mẹ cho chúng un yêu. Una nói chúc em làm xuôi bác đau luôn luôn hạnh phúc là do rên ăn hay anh hơi. Đi lên ngõ bà đẻ khát đi nhỉ.